trí. Trong ngôi nhà kia có dê mẹ và một chú dê con. Một hôm trước khi ra đồng cỏ, dê mẹ dặn dê con: "Con ở nhà cho ngoan, mẹ đi ra đồng ăn một ít cỏ tươi để có nhiều sữa ngọt cho con bú. Ai gọi cửa cũng đừng mở nhé, nếu không thì con sói vào ăn thịt con đấy." Dê con vâng lời mẹ và hỏi thêm: "Thế mẹ về thì làm sao con biết mà mở cửa?" Dê mẹ khen con thông minh và dặn con: "Lúc nào mẹ về, mẹ sẽ nói, con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Thế là con mở cửa cho mẹ." Nhưng con sói hung ác nấp gần đó đã nghe dê mẹ dặn dê con như thế rồi. Dê mẹ vừa đi khuất, con sói hung ác đã chạy lại gõ cửa. Cạch cạch cạch, con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con ở trong nhà, nghe tiếng gõ cửa vội vàng chạy ra. Nghe đúng câu mẹ dặn, nó định mở cửa, nhưng nghe tiếng ồm ồm không giống tiếng mẹ. Dê con liền nghĩ ra một kế và bảo: "Mẹ đấy ư, sao hôm nay tiếng mẹ lại ồm ồm thế?" Con sói sợ bị lộ nhưng vẫn khôn ngoan trả lời: "Mẹ ra đồng bị cảm gió nên khàn tiếng đấy." Dê con vẫn còn ngại: "Mỗi lần mẹ về vẫn thò chân vào khe cửa cơ mà, chân mẹ thon thon, con nhìn là biết ngay." Con sói lại tìm cách chống chế: "Mẹ dẫm phải gai, sưng vù lên, thò vào khe cửa không vừa nữa, con mở cửa cho mẹ vào." Dê con cúi sát xuống đất, nhìn qua khe cửa, nó thấy cái chân lem luốc, đen sì, nó bảo chó sói: "Thôi anh sói ơi, chính anh rồi, anh cút đi, kẻo mẹ tôi về hút cho anh vỡ bụng ra đấy. Chân anh đen sì thế kia kìa, ai còn lạ gì nữa." Bị lộ, con sói vội vàng bỏ đi, nhưng nó vẫn nghĩ cách lừa dê con. Nó chạy về nhà rắc gói bột mì, bột dính đến đầu gối. Xong xuôi, nó chạy về gọi dê con: "Cạch cạch cạch, con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi." Dê con vội chạy ra, ngó qua khe cửa. Lần này nó thấy rõ ràng bốn chân trắng. À, chính là mẹ đã về. Nhưng cái mũi thính của nó lại ngửi thấy mùi gì hôi hôi, chứ không thơm như mùi sữa của mẹ. Dê con ngần ngại. Dê con ngếch cổ nhìn qua khe tường. Nó thấy hai cái tai lem luốc và nhọn hoắt. Thôi, đúng là tai sói rồi. Dê con gọi chó sói và bảo: "Tai anh đen và nhọn, chẳng giống tai mẹ tôi đâu. Anh sói hung ác ơi, cút ngay đi, kẻo mẹ tôi về, mẹ tôi lại hút cho anh vỡ bụng đấy. Sừng mẹ tôi nhọn lắm." Con sói sợ bị lộ, vội vàng bỏ chạy. Nó cố hết sức tìm cách giấu đôi tai lem luốc và nhọn hoắt mà không được. Nó chưa dám trở lại thì dê mẹ đã về gõ cửa. Cạch cạch cạch, con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con nghe đúng tiếng mẹ, nó cúi nhìn qua khe cửa, đúng là chân mẹ. Nó nhìn qua khe tường, đúng là tai mẹ. Nó mở ngay cửa cho mẹ vào và kể chuyện con sói đến lừa cho mẹ nghe. Dê mẹ ôm con vào lòng và khen con giỏi. Dê con thật đáng khen phải không các bé? Nhờ có sự nhanh trí mà dê con đã an toàn trước con sói gian ác. Dê con không chỉ biết nghe lời mẹ mà còn phản ứng vô cùng thông minh. Các bé phải học tập dê con đáng yêu nhé.